cái quầy quầy ép quầy Nhật đó. Thì mình làm trong rồi, mình thay lá bố lá sắt, làm cái chuồng heo lại nó hết lòng rồi, nó không bị lắc. Có cái càng lên 5 tép là lò xo. Bây giờ tiến hành bắt vô, xong rồi mình test độ bắt cho anh em mình xem nha. Sau đây mình test cái nồi quay S, quay quay S trăm thì xe zin nó lì quá, làm lại với lại cục cái lõi bị dòng luôn. Rồi em về mình test cái đầu bóc cho anh em xem thử nha. Còn cái chơi gì nó yếu lắm, không có được vậy đâu. Phải làm nồi á. Chủ xe kêu test cho coi nè, phải chịu. Kêu dở đầu rồi mới được. Nè, nó chủ xe thấy dở đầu rồi. Có. Phải dữ luôn. Chạy số 1 á. Chạy số 1. Em nhu cầu hơn hai mình. Ba cái quầy này mà nó cũ rồi, nó yếu lắm. Chạy không có đi gì. Lại ra. Rồi ok.